nhóm của mình xuống cái hoàn cảnh của cái gia đình này. Bà lão cũng lớn tuổi rồi, ở với đứa con, mà con của bà lão kiểu cũng bị bệnh tâm thần ở đây gia đình. Thì bà lão cũng phải chăm sóc cho cái anh đó. Bây giờ nhóm mình xuống dưới đó nè. Tháng 700 hả? Dạ. Tại tháng 700 rồi thì hồi đi, lớn tuổi bị mặn gì có tiền không? Cả con. Cả con mà con trả. Dạ. Con làm gì? Hả? Con làm gì? Con nó đi mặn hầu. Dạ. Thì bên đó ngày làm mì đi xa thì được 350, còn gần thì 300. Nói ngay lúc này mưa gió quá cũng ế ẩm. Đó mình nói cho có. Bên đó, bên đó trả người ta hả? Bên đó trả rồi chỗ dạ, muốn vậy đó hả? Dạ, dạ, hồi lọ muốn nhà ở đại gia đình. Dạ. Muốn nhà ở rồi bây giờ trả bên nhà bên đó rồi giờ qua nhà bên đây. Dạ, dạ. Dạ, sợ mất cấp rồi biết sao giờ. Dạ. Cái thằng này... Dạ thôi bà, hôm nay nhóm từ thiện từ tâm ở Trường Lưu á, đến giúp đỡ cho gia đình bà phần quà. Dạ rồi nhóm đi nha. Dạ chúc bà dồi dào sức khỏe. Dạ, bà với vài phần thuốc tây, bà thuốc tây thì bà nhớ á, uống no, ăn cơm no rồi hả uống nha. Dạ dạ rồi. Ở đây có thằng trai với ai nữa? Dạ. Thì hôm đó ở bên đó khổ quá. Dạ. Nay cháu đi mặn được rồi thì không cảm ơn. Dạ. Bà nay nhiêu rồi mấy mươi rồi? 77 rồi. 77 rồi. Dạ dạ. Rồi thôi nhóm đi nha. Chúc bà dồi dào sức khỏe. Dạ dạ. Dạ dạ. Con cháu con hai chị ở đây con.